Xin mời sự lựa chọn của các vị giám khảo. Chú Thanh Bạch. Chú Thanh Bạch đã có ngay quyết định của mình. Cô Đăng Trang thì sao? Anh Thư là quên bài nha con. Phải tập trung nghe chưa? Nhưng cô Đăng Trang may mắn tính anh nhớ tốt. Cô Đăng Trang cô tinh mắt lắm nè, nhảy mà sai sót một cái gì là không có qua mắt được cổ đâu. À, chú Hoài Linh mở sẵn luôn hả? Chú Hoài Linh mở sẵn, cô Thanh Hằng mở luôn. Bốn sự lựa chọn. Trong lúc hồi hộp chờ đợi quyết định của thầy Gia Bảo, chúng ta hãy cùng đến với một tiết mục nhảy thật sôi động của hai anh em Trung Tính và Anh Thư. Rồi rồi rồi. Em được không? Đúng lên, đúng lên. Nó đang nhớ một lần thôi. Làm chú đi. Thưa quý vị, dễ thương quá đúng không ạ? Hai anh em Trung Tính và Anh Thư kết hợp với nhau rất là đáng yêu. Xin mời các vị giám khảo nhận xét về tiết mục này của anh em nha. Tiết mục của tụi con đã đi từ cái đà thấp nhất và lên cao trào và cuối cùng chú Bạch rất là lo, rất là hồi hộp. Làm hay quá rồi, kết thúc như thế nào đây? Quan trọng là cái điểm kết của tiết mục và tụi con đã cho một cái kết hết sức là đẹp và cũng rất là bất ngờ. Sự kết hợp điêu luyện giữa hai anh em, coi như con gái mà trở nặng cái sức của anh trai nữa thì con quá giỏi rồi đó. Chúc mừng hai anh em Trung Tính, Anh Thư. Và đồng ý. Chú Thanh Bạch đồng ý. Anh Hoài Linh ơi, ý kiến của anh như thế nào ạ? Sự lựa chọn của anh ra sao? Tôi đồng ý. Chú Hoài Linh đồng ý. Cô Đoan Trang. Cô đồng ý. Cảm ơn. Như vậy là cô Đoan Trang cũng đã đồng ý. Các con nhận được 3 sự đồng ý của ban giám khảo. Đó là một điều rất tuyệt vời. Phải nói rằng hôm nay Tính con rất xuất sắc. Con là bệ đỡ cho em con, mà bên cạnh đó con còn thể hiện rằng con là một chàng trai quá nghị lực, quá bản lĩnh. Ôi con trai hồi thương nè. Quý vị có biết vì sao hôm nay Tính mặc bộ đồ như thế này không ạ? Bởi vì hôm qua, ngày hôm qua ở con trai ở nhà, con trai tập với em và con trai đã bị thương cả hai tay luôn thưa quý vị, và đã phải khâu ở trên hai cánh tay này của mình. Nhưng mà ngày hôm nay, bằng một cái nghị lực phi thường, con vẫn đến đây, vẫn trình diễn hết sức là tốt, rất là thành công trong cái tiết mục vừa rồi. Em không có biết như vậy, nhưng mà khi em nhìn hai con nhảy á, em thấy là có cái gì đó nó kỳ kỳ, em không biết sao, nhưng mà không thấy được là sao nó cứ cố làm mà em không biết là tại sao. Thì ra là như vậy. Chắc chắn là anh Linh sẽ có rất nhiều những cảm xúc.
mời anh hãy chia sẻ những suy nghĩ của mình. Sao con liệu dễ tính? Tôi nhận thấy ở đây cái niềm đam mê thật sự của một người trẻ. Và khi cái niềm đam mê đó cháy bỏng thì họ bất chấp tất cả mọi cái. Và một cái điều nữa đó là cái sự uy tín của một thí sinh ở trong một cái cuộc thi. Và cháu đã bất chấp cái sự đau đớn của mình để hoàn thành tốt, rất tốt cái bài thi. Ví dụ như người ta bị như thế thì bỏ bớt những cái bê đỡ hoặc những cái động tác nào mà nó đụng đến cái tay nhiều. Nhưng mà Tín đã làm rất là tốt cái phần đó của mình. Và cảm ơn con nhiều lắm Tín ơi. Con tuyệt vời. Giỏi lắm con trai. Rồi chúc mừng hai anh em nha. Hai con sẽ về lớp của cô Huỳnh Mến. Cô Huỳnh Mến sẽ chăm sóc cho các con. Là dễ thương, hai nhân vật hoạt hình cực kỳ nổi tiếng. Hỏi liền bé Thư, con ơi con, lúc con phóng lên cái cột mà này con nhào lộn á, con có sợ không? Tập bao lâu rồi? Dạ con một tuần. Một tuần mà con làm được những động tác khó này đó hả? Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Nè Tính, bây giờ sức khỏe con ra sao? Dạ tràn đầy năng lượng. Làm như cô trò nhà này có câu học trước hay sao đó. Nói y chang nhau luôn vậy đó hả? Đúng là hôm nay con tràn đầy năng lượng và con đã lan tỏa cái nguồn năng lượng đó cho tất cả mọi người ở đây. Xin mời các vị giám khảo. Lê, em với chị và hai chị em mình lên cây cột đó quen. Dạ thưa chị, tội nghiệp cây cột lắm ạ. Nếu như đây là cây đa thì em sẽ mời chị. Dạ xin mời giám khảo Hoài Linh. Trong cái bài này thì nó có những cái rất là ngộ nghĩnh và cũng có những cái thử thách cho tụi con. Đó là cây cột kia. Và hai anh em vẫn rất là tự tin, nhất là Tính. Khi con bước lên cái bệ kia, cái miếng ván nó sụp xuống nhưng cũng không làm cho con bị phân tâm. Và con vẫn hoàn thành cái bài của con với em rất là tốt. Cho nên là chú hy vọng là tụi con sẽ có những tiết mục hay hơn nữa nếu mà tụi con vào trong vòng tròn. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Dạ, mời cô Thanh Hằng nhận xét cho hai con ạ. Tính ơi, cô thấy hình như là con cái vết thẹo mai cũng dài lắm phải không con? Dạ, đúng rồi cô. Đó,
Cái gì thấy không đó, cái giới thiệu em nó bị thương đó mà tuần này nó diễn vậy đó. Thì cô cũng không có biết, không có còn cái lời gì nào để tả cho hai anh em của con hết trơn á. Nó rất là dễ thương mà rất là hoàn hảo. Dạ. Cô xin chúc mừng hai anh em con. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Các con có đã không? Dạ đã. Đã thì chạy tới ôm ba mẹ các con. Cảm ơn ba mẹ. Ba mẹ đã chăm sóc cho các con rất tốt. Và đừng quên chạy qua cảm ơn cô giáo Quỳnh Mến nữa. Ôm tôi kẻ cái coi. Hả? Ôm ông Năm nữa hả? Thôi vậy muốn tôi dạy cho vừa hát cải lương vừa nhảy. Trời. Hát được trăm chữ không dành hoài vậy. Bực bội về đội tôi nè. Cái gì vậy? Nhỏ nhỏ đi vô đội tôi hợp nè. Sao tự nhiên bây giờ mấy thầy cô giáo lại tranh giành đội của anh ta? Ê đừng lát bỏ tôi hốt nha. Cảm ơn. Dì con ý kiến gì nè? Nãy giờ con ngứa quá, ba giám khảo cho con gãi được kìa. Trời đất ơi. Ngứa đâu? Gãi đi. Thoải mái đi ngứa con. Ngứa kia mà. Gãi đi con. Bây giờ con muốn con tự gãi hay để chú gãi cho con? Thôi để con tự gãi được. Rồi gãi đi con. Ủa nó nghe là ý kiến vậy thôi đó hả? Dạ. Ồ cái vấn đề của con đó. Lịch sự người ta xin phép vậy thôi chứ giờ phải đứng được vào. Cái vấn đề của con nó nghiêm trọng quá. Con gãi, chú Nghĩa cho con vô lẹ lẹ đi, con gãi trọng cho con. Thôi bây giờ chú trọng gãi nha. 1, 2, 3, chạy vô, gãi, vừa chạy vừa gãi. Trời ơi, vừa chạy vừa gãi, wow, thấy thương, thương luôn vậy đó. Cảm ơn các bạn vũ đoàn. Xin mời Phú Ông với Bòm ra đây. Tuần trước hai anh em làm Tom Jerry ha. Tuần này mình đổi, mình đóng vai Phú Ông với Bòm. Con có thích vai này không Tính? Dạ có. Con thích nhất cái chỗ nào nè? Thích nhất là mấy anh lính bưng bê con. Sướng quá phải không? Thích mảnh bưng bê. Còn con Thư ơi, bây giờ mình phải đóng vai đàn ông á, con thấy làm sao? Con thích không? Dạ thích. Thích dễ râu hay làm sao? Dạ không. Chứ thích chỗ nào? Em con là thích cái chỗ là thích đàn ông. Thích đàn ông. Chơi chơi.
Là sao? À, không sao hết trơn á, mình thích đóng vai tính cách ha. Lâu lâu mình làm đàn ông chút xíu cho nó lạ lạ. Không biết cái giám khảo có thích hai con trong tiết mục này không đây? Cô Đoan Trà không biết chứ tuần trước hai con làm Tom Jerry là có cái màn múa cột, đu cột ấn tượng lắm luôn á. Tuần này thì hai con múa dân gian đương đại. Cô Trang thấy sao cô Trang? Cô rất là thích cái cách là chương trình có những huấn luyện viên như là cô Yến Trang, chú Hữu Quốc, rồi cô Huỳnh Mến, chú Gia Bảo để nhào nặng tụi con, biến hóa tụi con, xây dựng cho tụi con những cái vai, những cái nhân vật, cho tụi con những cái khác biệt. Và ở tụi con có một cái sự tiến bộ là như thế nào? Với anh Thư á, là cô thấy con cứ tập trung vô nhảy thôi, chứ con hay quên cái diễn xuất cái mặt của con lắm. Mà cô nhắc con 2-3 lần rồi, không biết là con có giận cô không, mà cô thấy lần này là con hoàn toàn là lột xác. Mặc dù cô không biết là tuần trước con làm Cherry nó như thế nào, cô thấy là lúc con đi ra rồi con cái vẻ của con chảnh chẹ là một cái phú ông như thế nào, rồi xuống dưới, rồi cái cách của con tương tác với lại thằng Bờm, rồi con có một cái độ rất là sắc trong cái vai này. Thậm chí còn có thể sắc hơn vai cái anh Bờm, trong khi anh Bờm đúng ra là phải lý lắc hơn, là có những cái chiêu để mà chọc phá cái ông phú ông này hơn. Nhưng mà trong cái vai của hai đứa con tuần này thì cô thấy anh Thư có thể là trội hơn nữa. Còn về kỹ thuật thì khỏi nói rồi. Cái tốt ở đây là tụi con thoát ra, không cần lúc nào cũng phải dance sport, và tụi con được cơ hội để thể hiện nhiều cái thể loại khác nhau. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn giám khảo Đoan Trang. Xin mời chú Thanh Bạch. Ở đây thì chúng ta thấy cái đề quá khó. Thật ra một cái nội dung quen thuộc thì là cái điểm lợi, là bởi vì mọi người đều biết câu chuyện thằng Bờm có cái quạt mo. Nhưng nó khó ở chỗ là làm mới một tác phẩm cũ là một điều không đơn giản. Nếu na ná mà giống như tiết mục khác thì có lẽ là người ta sẽ không chú ý. Ở đây mới về ý tưởng, mới về hình tượng để mọi người xem dễ hiểu hơn, mà cái gỗ lim là cái gì, rồi cái tất cả những cái sản vật mà để đổi đó nó được đưa vào hình ảnh để nó làm cho nó phù hợp với ngôn ngữ của thiếu nhi nữa. Con chim đội mồi ở đâu ra làm sao được thấy cũng hình cũng rõ ràng luôn. Thì ở đây con, hai con đã làm như cô Đoan Trang đã nói đó. Bé Tô Anh Thư thường là cái vai em cho nên là diễn hơi nhín hơn xíu, tức là anh làm giỏi hơn. Nhưng trong lần này cô Mến đã biết cái đó, có lẽ cảm nhận được, để dựng cho anh Thư thành phú ông mà chú chưa từng thấy phú ông nào mà nhào lộn được như con. Cái điều này quá tuyệt vời. Phú ông mà sắc tô không cần chống tay còn ghê, dễ sợ luôn á. Và bằng thời gian ngắn nhất mà truyền tải được thông điệp của cái bài mà đầy cái chất dí dỏm hài hước như dân gian, thì đây là một cách nhảy tính cách nó khó vô cùng, để có thể vừa kỹ thuật tốt mà phải diễn xuất tốt thì mới thành tính cách được. Chúc mừng tụi con đã vượt qua một chặng đường khó khăn và đến tiết mục dân gian đầy hấp dẫn. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Các bé ơi, hôm nay chúng ta coi tiết mục của hai anh em Tô Trung Tính và Tô Anh Thư có những cái động tác rất là khó đúng không? Những động tác nhào lộn mà không cần chống tay luôn. Và để có được những cái tiết mục này, những cái động tác này thì hai anh em đã phải tập luyện rất là nhiều. Cho nên khuyến cáo tất cả các bé, khi chúng ta ở nhà chúng ta xem, chúng ta đừng có bắt chước làm theo nha. Còn nếu như muốn làm được giống như hai bạn nhỏ này á, gặp cô giáo Quỳnh Mến. Cô giáo Quỳnh Mến sẽ chỉ dạy cho tất cả các bé.
Ôm các con một cái nào, các con ơi, giỏi quá. Các con sướng không? Dạ sướng. Đã không? Dạ đã. Và quý vị khán giả cũng đã giống như các con đó. Bởi vì tiết mục hay quá đi, không thể nào tưởng tượng được hai anh em có thể làm được cái điều này. Hồi nãy chú bay ra có chút xíu thôi, chú bay là sát đất thôi. Một phần bởi vì chú nặng quá, hiểu không con? Đó. Một phần là chú đau nữa. Trong khi hai anh em con giỏi quá, đu trên đó, rồi xoay chuyển, rồi uốn lượn. Khi mà tập với Quỳnh Mến thì em có cảm thấy là mình hơi phiêu lưu không với cái tiết mục này dành cho hai con? Dạ, thật ra ý tưởng này rất là phiêu lưu, rất là mạo hiểm đối với cái lứa tuổi này. Nhưng mà em với lại phía phụ huynh hợp tác rất là chặt chẽ và đảm bảo cái độ tập luyện cho các con rất là kỹ lưỡng và an toàn mới dám làm như vậy, chứ không có dám làm cái gì đó nó trông trên quá. Cảm ơn Quỳnh Mến rất nhiều. Và các bạn nhỏ khi xem tiết mục này ở nhà đừng có bắt chước nha. Đó. Tính và Thư cùng với cô Mến và phụ huynh đã phải kết hợp tập luyện rất nhiều mới có thể tập được những động tác khó như vậy. Ở nhà mấy bạn nhỏ đừng có bắt một cọng dây lên rồi cũng nắm treo toàn tay ở nhà nha. Lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay các bạn ha. Tụi con có một tiết mục mở màn trên cả tuyệt vời. Thứ nhất, cái samba hip hop được hòa quyện vào trong cái thế giới loài vật. Và tuổi của các con thì các bé tưởng tượng hay lắm, tưởng tượng rất là giỏi. Xem cái này mà tưởng tượng khu rừng, tưởng tượng một bầy thú. Và tất cả những động tác kỹ thuật các tụi con làm rất là nhuần nhuyễn, rất là điêu luyện. Đáng lẽ tập rất là lâu, nghệ sĩ chuyên nghiệp biết bao nhiêu năm trong trường xiếc mới có thể diễn được. Tụi con làm một điều đó vừa an toàn vừa chính xác và đúng nhạc nữa. Đặc biệt là trung tính phải chịu nguyên sức nặng của Tô Anh Thư nữa. Thì con bây giờ có đau ở đâu không? Có bị nhức chỗ nào chưa? Dạ không, tại chú mừng. Ai tụi con tập quen rồi. Quen rồi, cho một tràng pháo tay chúc mừng trung tính Anh Thư. Bữa nay chú thấy con không tập tạ mà cũng đô quá trời đô. Muối mà tưởng đâu cạo gió không. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Muối nào mà nằm ở trên đây? Muối như muối sầu riêng vậy đó. Con ơi con, chú Gia Bảo sẽ học con đó. À ha, bởi vì đây cũng là ước mơ của chú Gia Bảo. Cô Đoàn Trang nha, từng được mệnh danh là nữ hoàng Latin. À, với những cái điều nhảy samba này kia sôi động là cô Đoàn Trang là máu lắm luôn á. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Cái bài của tụi con hay ở cái chỗ là âm nhạc hay trước tiên nè. Chọn nhạc rất là hay. Thứ hai nữa là tụi con được dàn dựng rất là tốt, nhưng cái đó chưa đủ. Cái mà đủ ở đây để khán giả đã đó là do khả năng của tụi con.
trung tính á, thì lúc nào con cũng rất là chắc chắn. Mà cái cô bất ngờ là anh Thư mỗi ngày con tiến bộ rất là nhiều. Và cô Huỳnh Mến á, khai thác được tụi con. Cái đó làm cho cô chú ngồi ở đây cảm thấy rất là thích thú. Bởi vì sao? Nếu tụi con chỉ dừng lại những cái bài dance sport bình thường á, thì không có bật được cái gì hết. Thư vẫn cứ đều đều như vậy thôi. Nhưng mà những cái bài có dàn dựng như thế này thì tụi con nổi bật hơn rất là nhiều. Cô nghĩ là mẹ đang ngồi ở đây rất là tự hào về tụi con. Cảm ơn tụi con. Phần mở màn tuyệt vời. The circus. Rạp xiếc của Huỳnh Mến. Cảm ơn tất cả những người bạn của chú Hề và cô bé Rối này nha, đã hỗ trợ cho tiết mục này. Xin mời các vị giám khảo nhận xét về tiết mục vừa rồi của đội Huỳnh Mến nha. Mời giám khảo Đoan Trang.
Phải nói là cô cảm thấy rất là may mắn khi cô được ngồi ở đây xem những cái tiết mục của tụi con. Càng vào những vòng trong thì các tiết mục rất là phong phú và đa dạng. Dĩ nhiên là dàn dựng tất cả các tiết mục đều rất là cực khổ, nhất là tụi con còn rất là nhỏ. Mà dàn dựng một tiết mục múa còn khó hơn rất là nhiều. Và cái cô cảm thấy rất là thích ở đây là qua mỗi tuần tụi con khác biệt, khác biệt, khác biệt. Cái chuyện mà rạp xiếc á, thì cũng đã có nhiều người người ta cũng khai thác rồi. Mà khai thác cái con rối rất là thấy ghét, con rối bị treo ngược như này. Là từ trước giờ cô chưa thấy ai khai thác đó, rất là đáng yêu. Nó làm cho tụi con có một cái hình ảnh vô cùng mới mà cô nghĩ là khán giả xem, khán giả sẽ nhớ tụi con thêm nữa qua mỗi tuần thi và sẽ bình chọn cho tụi con, nhắn tin cho tụi con rất là nhiều. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn chương trình đoàn con. Quỳnh Mến đã rất khéo léo để đưa vào hậu trường, tức là đằng sau sân khấu, cái đời sống nội tâm của các nhân vật đằng sau hậu trường. Nó thể hiện một điều hết sức thiêng liêng mà quý, mà những người làm nghề đều rất là yêu, đó là tình, cái tình đối với nhau. Và chính cái tình đó là động lực để chúng ta tỏa sáng ngoài sân khấu. Cảm ơn một tiết mục nhỏ mà một thông điệp quá lớn. Cảm ơn các vị giám khảo. Và thật sự Đại Nghĩa cũng có cái sự đồng cảm giống như là anh Thanh Bạch và Đoan Trang vừa chia sẻ. Khi đến cái đoạn mà lắng á, tự nhiên mình ngồi mình coi, mình thấy mình cay nơi cái sóng mắt của mình, cay nơi cái khóe mũi của mình. Nó một cái gì đó giống như là mình là những người nghệ sĩ, thành ra mình rất là hiểu và rất là cảm được cái cảm xúc của một người khi mà bức màn nhung khép lại, khi ánh đèn đã xuống, trở về với cuộc sống thực tại với biết bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu điều trăn trở. Một lần nữa cảm ơn Huỳnh Mến rất nhiều với tiết mục này đã chạm được đến trái tim của những người nghệ sĩ chúng ta. Xin cảm ơn tiết mục của Tô Trung Tính và Tô Anh Thư. Cold wind is calling, and the sky is clear and bright. Misty mountains sing and beckon, lead me out into the light. I will rise, I will fly, chase the wind and touch the sky. I will fly, chase the wind and touch the sky.
Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa nào các bạn, cho hai chú chim nhỏ Tô Trung Tính và Tô Anh Thư. Cô giáo Quỳnh Mến lại một lần nữa đưa ra cho các con một cái bài thi mà đòi hỏi rất nhiều những động tác kỹ thuật khó cũng như là những động tác mạo hiểm. Một lần nữa là phải nói cảm ơn cô giáo Quỳnh Mến rất nhiều. Ngày hôm nay thì bài diễn của tụi con vô cùng ấn tượng với cái kết hợp của màn hình LED, kết hợp của đèn, kết hợp của những cánh chim, rồi kết hợp những cái chiêu như là bay, vân vân, thì nó rất là hiệu quả. Và cô rất là mừng bởi vì tụi con đã bằng cái nỗ lực của mình vào được đến đây để được thỏa sức thể hiện mình, được may mắn học hỏi ở cô Mến rất là nhiều. Một tiết mục rất là đẹp, cảm ơn tụi con. Cảm ơn cô Đăng Trang. Coi như là tụi con lao động về nghệ thuật, cô muốn rơi nước mắt, tim cô nó thắt lại. Mà tụi con, cái tuổi tụi con là cái tuổi rất là ngây thơ. Cái tiết mục như thế này mà tụi con đã làm được, hoàn toàn được 10 trên 10 luôn nữa. Cái đó là một cái điều mà cô rất là hãnh diện. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Các bé không có mình tự động mình bắt chước những cái động tác này. Nếu như mà không có sự dìu dắt của các thầy cô thì chắc chắn là chúng ta sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm hoặc là gặp chấn thương các bé nha. Còn bây giờ sẽ là phần điểm số từ hai vị giám khảo. Xin mời giám khảo Thanh Bạch. Và chú Bạch xin gửi đến Tô Trung Tính và Tô Trung 10 điểm. Yeah, 10 điểm từ giám khảo Thanh Bạch. Và cô Đoan Trang thì sao? Với tiết mục này cô cho tụi con. Wow. Lần này thì cô Đoan Trang không cần lên tiếng thôi, chỉ đưa ra hai bàn tay 10 điểm dành cho các con. Vui không? Dạ vui. Dạ vui. Xưa ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có hai chị em tên được cha đặt là Tâm Cám. Từ thuở ấu thơ Tâm đã mơ về hơi ấm tay mẹ. Sẽ có ngày Tâm thân này tìm ra thoát về nơi ấm êm. Sinh ra trong gia đình cô Tâm cũng thương mình, thương thay cho thân phận đời cô Tâm. Vui chơi hay xa nhà, giống chơi hay la cả, không quan tâm ai trời ơi con cá. Lừa Tâm lấy hết cá tôm, một mình cám ấp ôm chuyến công về nhà. Tâm ơi chớ lo, sẽ đến với người thật thà.
Câu chuyện tấm cám được thể hiện với loại hình nghệ thuật là múa rất là dễ thương, đến từ lớp nhảy múa của cô giáo Huỳnh Mến và năng tấm xinh đẹp. Giống như là mình cô giáo mình có quyền đó nha, chọn da đào chánh, chọn da đẹp đóng đó, trong khi con bé này xinh hết sức không bắt nhỏ trong dây cám. Trốn cái gì, né cái gì, tôi chưa bao giờ tôi thấy năng tấm nào mà tròn dữ vậy. Thật là không ngờ là có một ngày cô cũng được nhìn thấy là anh Thư có thể là xuất thần như vậy. Coi như là lúc mà con diễn vai cám á, là từ cái gương mặt của con, từ cái cách, cái táo tợn, cái ranh mảnh của một con cám, rồi nhất là cái nút ruồi ha, là tất cả mọi thứ con thể hiện rất là tròn vai. Còn anh chàng hoàng tử á, Tô Trung Tính á, thì con cũng được thể hiện rất là nhiều những cái màu sắc vai diễn khác nhau. Và lúc mà con xuất hiện là một hoàng tử thì wow, đúng là soái ca luôn. Còn cô giáo của con thì thật sự mà nói, từ đầu cho tới bây giờ không cần phải bàn cãi gì hết, tất cả các bài biểu diễn đều rất là sáng tạo, rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều ý tưởng. Ngay từ cái lúc đầu tiên con xuất hiện ra, về phần hóa trang, nút ruồi, hai cái bông là chú không có nói rồi. Nhưng mà khi con diễn, con tháo cái vỏ mà đựng cá ra để con qua, con đổi được cái vỏ cá, con mắt con nó vàng, kinh khủng vàng. À, còn về tính thì con làm tròn cái vai ông Bụt, cũng như là làm tròn cái vai ông hoàng tử. Hôm nay tiết mục rất đẹp và rất hoàn hảo. Đó cũng là tâm huyết của cô giáo Huỳnh Mến gửi gắm vào những học trò của mình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xem coi các vị giám khảo dành cho tiết mục này bao nhiêu điểm. Xin mời giám khảo Đoan Trang. Bài của con không có gì để chê đó, cho nên đâu có lý do gì không cho 10 đâu. 10 điểm giám khảo Đoan Trang dành cho các con. Xin mời giám khảo Thanh Bạch. Rất tiếc là không còn số điểm nào cao hơn 10, đành phải cho 10 vậy thôi. 10! Các con đã có điểm số tuyệt đối từ hai vị giám khảo Thanh Bạch và Đoan Trang. Còn chú Linh với cô Thanh Hằng thì chúng ta sẽ biết sau nha. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vời.
quý vị, đó là Tô Trung Tính, Tô Anh Thư, các bé của lớp nhảy múa và nhóm múa Huỳnh Mến. Cảm ơn các bạn. Bất ngờ quá không thưa quý vị. Bữa nay là Tính thể hiện luôn cái giọng hát của mình nữa. Quá giỏi, quá tài năng. Thưa quý vị, trước tiên hỏi các vị giám khảo thì chú muốn hỏi thăm cô giáo còn chút xíu. Cô Huỳnh Mến, sao tự nhiên bữa nay cô không cho mấy bé làm những cái pha mà hú hồn mạo hiểm như mọi khi, mà giờ cô cho học trò của cô thể hiện tài năng ca hát, muốn lấn sân lớp cô giáo Yến Trang hay sao vậy? Tại vì thấy Tính hay hát theo mấy cái ca khúc mà bé nó thích, cô mới hỏi là hay là mình hát luôn đi con ơi, không cần phải đu đeo hay là làm cái gì khác. Và rất là vui khi mà Tính làm em cảm thấy rất là hài lòng. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Cô cảm thấy rất là buồn khi mà sau hôm nay cô không còn được gặp tụi con nữa. Bởi vì đêm nay là đêm cuối của thử tài siêu nhí rồi. Cô không còn được thấy những người nhỏ nhưng mà rất là đầy máu lửa, đầy đam mê nghệ thuật, đã tập luyện suốt mấy tháng hè, không có được đi chơi nhiều như các bạn, mà tụi con phải đi vào phòng tập, tụi con phải sống với cuộc thi. Cho nên cô thấy cô rất là trân trọng tụi con. Cô rất là mong là tụi con hãy luôn giữ vững cái điều này, luôn tập luyện, luôn ngoan ngoãn, và cho cô được thấy tụi con trưởng thành hơn. Cảm ơn tụi con. Cô Trang ơi, xin cô đừng buồn như vậy. Dù biết rằng đêm nay là đêm cuối, nhưng dù ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này thì tài năng đó vẫn tỏa sáng như thường. Mình sẽ gặp lại bất kỳ ở đâu. Cho nên cô Trang, nếu có bài hát nào hay nhớ giới thiệu cho các bé nhảy cũng. Tuy rằng là tụi con nhỏ thật, nhưng mà tụi con có một cái sức lao động nghệ thuật rất là bền bỉ. Tụi con rất là yêu mến nghệ thuật. Tụi con rất là năng nổ trong cái vấn đề mà luyện tập. Tụi con rất là ngoan, ngoan lắm. Cô rất thương yêu các con, thương yêu nhiều lắm. Cảm ơn các vị giám khảo. Và một lần nữa chúc mừng các con nha với phần trình diễn vừa rồi. Thưa quý vị khán giả, với những phần thi ấn tượng qua từng đêm diễn, cộng với những lời hướng dẫn của các thầy cô giáo, những lời góp ý của các vị giám khảo, thì tất cả các thí sinh nhí của chúng ta đã dần dần trưởng thành, tự tin nhiều hơn. Những tiết mục của các bé cũng nhận được sự yêu mến của quý vị khán giả nhiều hơn. Nếu chúng ta theo dõi những cái lượt xem ở trên mạng và những cái lời comment của khán giả dành cho tất cả các bé, thì chúng ta cũng thấy rằng mọi người yêu thương các con rất nhiều. Không phải chỉ vì các con là những em bé còn quá nhỏ, mà bởi vì tài năng thật sự của các con, và đó là thành công của thử tài siêu nhí mùa đầu tiên. Xin cảm ơn ban tổ chức cũng như xin cảm ơn tất cả các vị giám khảo và các thầy cô giáo đã mang đến thành công cho thử tài siêu nhí. Xin cảm ơn. Và bây giờ, giây phút hồi hộp và quan trọng đã đến, phần công bố kết quả. Xin được nhắc lại thể lệ của chúng ta. Mỗi một tiết mục dự thi của các thí sinh sẽ công bố 2 điểm số của giám khảo ngẫu nhiên và 2 điểm số của 2 vị giám khảo còn lại đã được giữ bí mật từ đêm chung kết xếp hạng đến đêm gala hôm nay. Và số điểm này sẽ được công bố trong đêm gala trao giải. Điểm số chung cuộc sẽ là điểm của 2 tiết mục vòng chung kết. Thí sinh nào có điểm số cao nhất sẽ trở thành quán quân của chương trình. Tiết mục trình diễn trong đêm gala này thay như là một lời cảm ơn của các bé dành tặng cho tất cả những người đã yêu thương các bé. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần trao giải 3 cho học sinh của 4 lớp. Mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Ở lớp nhạc nhẹ, xin chúc mừng bé Lan Vi, lớp dân ca cải lương và dân gian đương đại, bé Huỳnh Triệu Phú. Lớp nhảy múa, bé Thiên Kim. Lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt, cặp đôi Anh Tư Chi Bảy, Gia Bảo Khả Hơn. Xin mời giám khảo Đoan Trang sẽ lên sân khấu trao giải 3 cho các con. Cảm ơn giám khảo Đoan Trang và chúc mừng tất cả các con nha. Tiếp theo chúng ta sẽ trao giải nhì cho 4 lớp. Giải nhì mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
ở lớp nhạc nhẹ. Chúc mừng bé Bảo Hân. Lớp dân ca, cải lương và dân gian đương đại, bé Ngọc Tâm. Lớp nhảy múa, bé Thanh Tâm. Lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt, bé An Khang. Xin trân trọng kính mời giám khảo nghệ sĩ Thanh Hằng sẽ lên sân khấu trao phần thưởng cho các học sinh giải nhì của 4 lớp. Một tràng vỗ tay thật to dành cho các bé giành giải nhì lớp. Và cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Chúc mừng các con. Thưa quý vị, 4 thí sinh tranh tài trong đêm chung kết xếp hạng cũng chính là 4 thí sinh xuất sắc nhất của 4 lớp nhạc nhẹ, dân ca cải lương, lớp nhảy múa và lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt. Ngay bây giờ xin được mời ra sân khấu lớp nhạc nhẹ, bé Thái Quang Hiểu. Lớp dân ca cải lương, dân gian đương đại, xin mời bé Quách Phú Thành. Lớp nhảy múa, hai anh em Tô Trung Tính và Tô Anh Thư. Lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt, Huỳnh Hồng Ân. Và xin mời giám khảo Vui Tính, nghệ sĩ Thanh Bạch sẽ lên sân khấu trao giải nhất cho học sinh của 4 lớp. Giải nhất của chúng ta, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng. Wow. Oh yeah, 30 triệu đồng tại đứng. Ôi còn đông nữa nè. Ồ hai anh em phải không? Hai anh em chia nhau 30 triệu phải không? Chúc mừng hai anh em Trương Tính, An Thư. Ôi còn cái cốp đi nghe, mấy con cầm cho chắc đừng để nó rớt. Con cầm cho chắc được không? Cầm cho chặt nha. Bên chút. Ồ đúng rồi, hai anh em này dễ chia quá. Ôi còn bên đây, giải nhất lớp. Wow. Chúc mừng. Và xin được chúc mừng. Chừa cái tay ra đọc tiếp. Ui, chúc mừng con. Yeah. Và chúc mừng tất cả các con. Và có một giải nữa vừa mới được ghi nhận. Giải dành cho giám khảo Thanh Bạch, giám khảo lộng lẫy và lấp lánh nhất. Xin chúc mừng nghệ sĩ Thanh Bạch. Cảm ơn. Thưa quý vị, ngoài giải thưởng dành cho các thí sinh nhí của chúng ta, chúng tôi còn có hai giải nữa cũng rất đặc biệt. Đó là giải dành cho lớp học xuất sắc nhất và giải dành cho giáo viên chủ nhiệm xuất sắc nhất. Với những gì mà 4 lớp đã thể hiện trong suốt những tuần thi vừa qua, lớp nào cũng cố gắng, lớp nào cũng nỗ lực hết mình để có thể cống hiến cho quý vị khán giả những tiết mục tuyệt vời. Và chúng tôi xin được vinh danh lớp học xuất sắc nhất bởi những đóng góp, sự nỗ lực của lớp học này cho chương trình. Đó chính là lớp nhảy múa. Xin chúc mừng lớp nhảy múa của cô giáo Huỳnh Mến. Mời cô giáo Huỳnh Mến bước ra đây ạ. Và giải dành cho giáo viên chủ nhiệm xuất sắc nhất sẽ thuộc về ai thưa quý vị? Lớn hơn được không ạ? Đó là nghệ sĩ ưu tú Hữu Quân. Chúc mừng. Tuyệt vời. Xin mời giám khảo nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh sẽ lên sân khấu trao giải lớp xuất sắc và giáo viên chủ nhiệm xuất sắc nhất. Giải lớp học xuất sắc nhất và giải giáo viên chủ nhiệm xuất sắc nhất, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Chúc mừng Huỳnh Mến và nghệ sĩ Tô Hữu Quốc. Và chúng ta đừng quên dành một tràng vỗ tay cho hai giáo viên chủ nhiệm còn lại, ca sĩ Yến Trang và nghệ sĩ Gia Bảo. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Và ngay sau đây, một lần nữa chúng ta hãy cùng chào đón sự trở lại sân khấu của 4 thí sinh xuất sắc nhất đã cùng tranh tài trong đêm chung kết xếp hạng. Xin mời Thái Quang Hiểu, Quách Phú Thành, hai anh em Tô Trung Tính, Tô Anh Thư và bé Huỳnh Hồng Ân.
Mỗi bé ở mỗi lớp là một cá tính, một màu sắc hoàn toàn khác nhau, một Thái Quang Hiểu lịch lãm, đẹp trai, hát hay, một Quách Phú Thành sáng sân khấu, một kép chính của tương lai, giọng đẹp, sáng, mà hài cũng rất duyên dáng nữa. Tô Trung Tính, Tô Anh Thư, hai con tuy còn nhỏ, nhưng với sự nỗ lực của các con đã mang đến cho chúng ta những cái phần trình diễn mà người lớn chúng ta cũng phải trầm trồ thán phục. Còn Heren, cô bé này cũng đã mang đến cho chúng ta rất nhiều giây phút vui, dễ thương. Phải không con? Dạ phải. Chị rất là hãnh diện, chị rất là tự hào và chị rất thẳng thắn khi chị công nhận chị là người mang niềm vui đến cho tất cả chúng ta. Ba mập mỡ nó tự hòa tan ra là ba no rồi. Cơ cấu chương trình của chúng ta có một giải quán quân, một giải á quân, một giải ba và một giải khuyến khích. Nhưng trong những giờ phút quan trọng nhất, những cái giây phút đặc biệt nhất, đã có một cái sự thay đổi bất ngờ. Tôi muốn mời một thành viên trong ban giám khảo có thể chia sẻ về cái điều bất ngờ, cái điều đặc biệt này cho tất cả mọi người được biết không ạ? Tôi xin mời giám khảo Hoài Linh. Và thật sự ra thì đối với Linh cũng như tất cả anh em trong ban giám khảo, tất cả các cháu ở đây, đối với chúng tôi đều là quán quân cả. Nhưng cơ cấu giải thưởng thì nó có quán quân, á quân, giải ba và giải khuyến khích. Tuy nhiên, với cái sự nỗ lực của các cháu, thì anh em chúng tôi đã hội ý và xin đồng giải ba, chứ không có giải khuyến khích. Bởi vì khuyến khích thì chúng tôi khuyến khích các cháu trong những cái lần nhận xét của mình, khuyến khích bằng cái tinh thần, khuyến khích bằng những cái gì tâm huyết nhất mà dành cho các cháu. Chính vì vậy, cái giải thưởng thì chúng tôi xin ban tổ chức sẽ cho một cái giải là đồng giải ba để cho các cháu vui hơn và các cháu cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa nếu mà các cháu đam mê nghệ thuật. Và ban tổ chức đã đồng ý. Và đó là cái mà tôi gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức rất là nhiều. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Như vậy là chúng ta biết rằng sẽ không có giải khuyến khích mà chỉ có quán quân, á quân và hai giải ba. Đó là một tin vui dành cho tất cả các con nha. Chính vì ban tổ chức đã đồng thuận với ý kiến của giám khảo là có hai giải ba, cho nên các vị giám khảo đã cân nhắc điểm số dành cho 4 thí sinh sau đêm chung kết xếp hạng. Và đã có 2 thí sinh đồng điểm với nhau là 78 điểm. Quang Hiểu, Phú Thành, cặp anh em Trung Tính, Anh Thư
và Hồng Ân đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn tuyệt vời. Bây giờ là lúc tìm ra người chiến thắng tài năng và xứng đáng nhất. Và người đó sẽ là ai? Thí sinh giành giải 3, thử tài siêu nhí. Đầu tiên, xin được chúc mừng Thái Quang Hiểu, lớp nhạc nhẹ. Và thí sinh đồng giải 3, chúc mừng Hồng Ân. Con vui không? Dạ vui. Vui vui luôn, vui luôn. Chức gì ba dịp cổ cũng vui hết á. Giải 3 của chúng ta trị giá 50 triệu đồng. Mời hai con tiến lên một tí nào. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Tuấn Anh, đại diện hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh, đơn vị đồng tài trợ, sẽ lên sân khấu trao giải 3 cho bé Thái Quang Hiểu và bé Huỳnh Hồng Ân. Một tràng vỗ tay dành cho hai thí sinh Huỳnh Hồng Ân và Thái Quang Hiểu, giải 3 của thử tài siêu nhí. Xin cảm ơn ông Nguyễn Tuấn Anh. Chúc mừng hai con. Và thí sinh với tổng điểm 79,5 sẽ là thí sinh giành giải Á quân của chương trình. Và thí sinh giành giải quán quân chỉ chênh lệch 0,5 điểm thôi, thưa quý vị. Một khoảng cách rất nhỏ. Bởi vì tài năng của các bé có thể nói là như nhau, mỗi bé một lĩnh vực. Quách Phú Thành, dân ca cải lương, Tô Trung Tính, Tô Anh Thư, nhảy múa. Tôi xin được công bố giải quán quân của chương trình. Thì dĩ nhiên thí sinh còn lại sẽ là giải Á quân. Thí sinh giành giải quán quân của thử tài siêu nhí mùa đầu tiên với trị giá giải thưởng là 200 triệu đồng. Xin được chúc mừng Quách Phú Thành. Như vậy là Tô Trung Tính, Tô Anh Thư sẽ là Á quân của chương trình. Thí sinh Thái Quang Hiểu với tổng số điểm là 78 đã đạt giải 3 của chương trình. Và Huỳnh Hồng Ân với tổng số điểm là 78 đã đạt giải 3 của chương trình. Hai anh em Tô Trung Tính và Tô Anh Thư đạt tổng số điểm là 79,5 đã đạt giải Á quân. Và thí sinh Quách Phú Thành được ban giám khảo chấm số điểm tuyệt đối là 80 điểm đã xuất sắc trở thành quán quân thử tài siêu nhí mùa đầu tiên. Trước tiên, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty Sen Vàng thành phố Hồ Chí Minh, sẽ lên sân khấu trao giải Á quân cho Tô Trung Tính và Tô Anh Thư, giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Còn tiến lên phía trước nhận phần thưởng của chương trình nào. Xin cảm ơn bà Phạm Kim Dung. Và bây giờ hãy cùng chào đón tân quán quân của mùa giải đầu tiên thử tài siêu nhí, Quách Phú Thành. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long, sẽ lên sân khấu trao giải cho quán quân của chúng ta. Một tràng vỗ tay thật to nữa nào, thưa quý vị. Và xin mời tất cả các vị giám khảo, xin mời tất cả các thầy cô giáo, chúng ta hãy cùng tiến ra sân khấu để chúc mừng cho các học trò nhỏ của mình. Và một lần nữa chúng ta hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho các thí sinh. Nào mời các con ơi, các con ra đây chia vui với các bạn của mình thế nào, các con. Kính thưa quý vị khán giả, đến đây chương trình thử tài siêu nhí mùa đầu tiên xin được khép lại. Mong rằng quý vị khán giả đã có được những giây phút thật trọn vẹn cùng với chương trình.
xin chào, hẹn gặp lại Thử Tài Siêu Nhí mùa 2.